Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục tin tức mỗi ngày trên kênh Tin Mới. Hy vọng quý vị sẽ có những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chương trình. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin chi tiết. Quảng Nam mưa lũ làm 2 người chết, 1 người mất tích. Để ứng phó với đợt mưa lớn đang diễn ra, các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã chủ động di rời sơ tán 1.237 hộ trên 4.276 khẩu tại các vùng có nguy cơ ngập lụt và sạt lở đất đến nơi an toàn, đồng thời tập trung chỉ đạo các giải pháp sẵn sàng ứng phó khi có lũ lớn, lũ quét, sạt lở đất. Mưa lớn vẫn tiếp tục diễn ra nhiều nơi. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, từ 16 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm nay, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã có mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa chi tiết đo được tại các trạm khí tượng thủy văn như Tam Lãnh 580,8mm, Tam Trà 530,8mm, Đại Hiệp 515,8mm, Đầu Mối Hồ Thạch Bàn 511,6mm, Duy Phú 503,6mm, Đầu Mối Hồ Vĩnh Trinh 496,2mm, Điện Hồng 461,6mm, Hồ Nước Rôn 449,6mm, Đầu Mối Hồ Việt An 419,8mm, Đập Đầu Mối Hồ Trung Lộc 110,4mm, Quế Lộc 98,4mm, Phước Ninh 80,0mm, Hồ Phú Lộc 70,8mm, Duy Phú 75,4mm, Hương Mao 73,2mm, Cây Thông 74,2mm. Từ 5 giờ đến 11 giờ ngày hôm nay tại các địa phương, mưa có giảm về diện và lượng. Song tại một số nơi có lượng mưa trên 50mm như Trà Vân 61mm, Tam Trà 55mm, Hồ Nước Rôn 53mm, Trà Gion 53mm, còn lại mưa rải rác dưới 40mm. Do mưa lớn khiến mực nước trên các sông dâng cao, số liệu đo tại các trạm thủy văn lúc 10 giờ ngày hôm nay cho thấy tại sông Vu Gia, trạm Hội Khách là 1.227m dưới mức báo động 1, 2,23m, Ái Nghĩa là 8,37m trên mức báo động 2, 0,37m, tại Nông Sơn là 14,22m dưới mức báo động 3, 0,78m, tại Giao Thủy là 7,82m trên mức báo động 2, 0,32m. Tại trạm Cao Lâu là 4,08m trên mức báo động 3, 0,08m. Tại trạm Hội An là 2,24m trên mức báo động 3, 0,24m. Trên sông Tam Kỳ tại trạm Tam Kỳ là 2,32m trên mức báo động 2 là 0,12m. Cơ khí tượng thủy văn địa phương dự báo trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa trong khoảng 6 đến 24 giờ tới tiếp tục xuống chậm, trên sông Thu Bồn trong 1 đến 6 giờ tới tại Câu Lâu và Hội An sẽ đạt đỉnh, trong 6 đến 24 giờ tới xuống chậm, trên sông Tam Kỳ trong 1 đến 6 giờ tới tiếp tục lên và đạt đỉnh, trong 6 đến 24 giờ tới xuống chậm, khẩn cấp ứng phó với mưa lũ. Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo nhiều biện pháp khẩn cấp để ứng phó với mưa lũ. Trong đó, chính quyền tỉnh đã ban hành công điện số 04 CDUBND về tiếp tục tập trung chỉ đạo ứng phó với mưa lũ, công văn số 6616 UBND KTN về tập trung ứng phó mưa lũ. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cũng ban hành công văn số 283 về việc chủ động ứng phó với mưa lớn kèm lốc sét, mưa đá và thời tiết nguy hiểm trên biển. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh ban hành văn bản số 285. Đề nghị các nhà mạng viễn thông phối hợp nhắn tin về tình hình mưa lũ, đặc biệt đối với các hồ chứa. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, toàn tỉnh có 17 hồ chứa do Công ty Thủy lợi Quảng Nam quản lý. Qua kiểm tra đo đạc của cơ quan chức năng địa phương cho thấy, tại 13 hồ xấp xỉ và tích đạt 100% như Nước Rôn, Đá Vách, Phú Lộc, Thạch Bàn, Vĩnh Trinh, Khe Tân, An Long, Hương Mao, Phước Hà, Cao Ngạn, Hố Giang, Việt An 94,07%, 4 hồ tích đạt trên 60-90% gồm Phú Ninh, Thái Xuân, Trung Lộc, Cây Thông. Riêng hồ Phú Ninh mực nước lúc 9 giờ ngày hôm nay là 28,34m, tỷ lệ đạt so với dung tích hữu ích 63,03%. Đối với 56 hồ chứa do địa phương quản lý đến 11 giờ ngày 11 tháng 10, có 39 hồ xấp xỉ và tích đầy nước, các hồ còn lại đều dưới tràn.
Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam nhận định, đối với các hồ chứa đang thi công, chủ đầu tư đang triển khai các phương án phòng chống bão và mưa lớn, còn với các hồ địa phương quản lý vẫn cơ bản an toàn. Riêng hai hồ đá trồng Vũng Tôm, Thấm Nặng cần thường xuyên theo dõi. Trong khi đó, với hồ do Công ty Thủy lợi Quảng Nam quản lý cũng cơ bản đảm bảo an toàn. Về tình hình các hồ thủy điện, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam cho hay mực nước lúc 11 giờ ngày hôm nay như sau: sông Chanh có mực nước trung bình, mực nước trước lũ. Về tình hình giao thông, theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, đến 11 giờ 30 phút ngày hôm nay, tuyến cao tốc Quảng Ngãi-Đà Nẵng đoạn qua địa phận Quảng Nam đường Hồ Chí Minh nhánh Đông Tây lưu thông bình thường. Một số tuyến đường bị sạt lở như đường Trường Sơn Đông, sạt lở ta luy dương tại km 29+450, km 76+600, dự kiến thông xe bước 1 lúc 17 giờ ngày hôm nay. Quốc lộ 24C sạt lở tại km 89+450 đoạn qua xã Trà Giang, huyện Bắc Trà My, dự kiến thông xe lúc 16 giờ ngày hôm nay. Nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ bị ngập nước từ 0,4 đến 1,2 m, có nơi ngập đến 3 m Nông Sơn. Về tình hình sơ tán dân, đến nay trên cơ sở chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, các địa phương trong tỉnh đã triển khai các phương án ứng phó với đợt mưa lớn lần này. Theo đó, hiện các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đều đã chủ động di rời sơ tán người dân ở các địa bàn nằm trong vùng có nguy cơ ngập lụt và sạt lở đến nơi an toàn. Thống kê đến 11 giờ ngày hôm nay, toàn tỉnh có 1.237 hộ trên 4.276 khẩu đã được sơ tán. Trong đó, tại huyện Bắc Trà My có 426 hộ trên 1.484 khẩu, bao gồm Trà Giang, thị trấn Bắc Trà My, Trà Giác, Trà Đốc, Trà Nú. Tại huyện Nông Sơn có 219 hộ trên 420 khẩu, tại thành phố Tam Kỳ 592 hộ trên 2.372 khẩu. Đã có 2 người chết do lũ. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, đến 11 giờ ngày hôm nay, toàn tỉnh đã ghi nhận 2 người chết gồm ông Đoàn Văn Hương, sinh năm 1968, trú tại khối phố Đông Trà, phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ, bị chết do bị nước lũ cuốn trôi khi nhảy cứu một học sinh lớp 9 bị lũ cuốn trôi vào ngày hôm qua. Học sinh này đã được cứu sống, và bà Lương Thị Mỹ Linh sinh năm 1985, trú tại thôn Trung Lương, xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành, bị chết do nước cuốn trôi ngày hôm qua. Cùng với đó, Quảng Nam cũng ghi nhận có một người mất tích là bà Hồ Thị Dâu sinh năm 1994, trú tại làng Tắc Leng, thôn 1, xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, bị nước cuốn trôi khi đi qua sông Nước Na, địa phận giáp danh xã Trà Cang với xã Trà Nam vào 2 ngày trước đó. Về nhà ở, thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, đến 11 giờ ngày hôm nay, toàn tỉnh nhiều nhà dân, trụ sở các cơ quan bị ngập nước, trong đó tại huyện Nông Sơn ngập 264 nhà, huyện Quế Sơn ngập 57 nhà, thị xã Điện Bàn ngập 450 nhà, có nơi ngập đến 1,2 mét. Về các thiệt hại trong nông nghiệp, hiện một số nơi trên địa bàn tỉnh vẫn còn đang ngập lụt nên công tác thống kê thiệt hại của địa phương gặp khó khăn. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết sẽ tổng hợp, cập nhật số liệu báo cáo từ các huyện, thị xã, thành phố trong vài giờ tới. Về giáo dục, đến thời điểm hiện tại Quảng Nam, một số trường học đã chủ động thông báo cho học sinh nghỉ học ngày hôm nay để bảo đảm an toàn cho học sinh theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Mưa lũ gây nhiều thiệt hại tại các tỉnh Trung Bộ. Tính đến 17 giờ ngày hôm qua, ảnh hưởng của mưa lũ đã làm một người mất tích tại Quảng Nam, 858 nhà bị ngập, thiệt hại 392 ha cây ăn quả, 310 con gia súc gia cầm, 50 điểm đường bị ngập. Cập nhật đến 18 giờ ngày hôm qua về tình hình mưa lũ của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai cho biết, tại khu vực Trung Bộ có mưa to đến rất to, cụ thể tại Huế, Bạch Mã 589mm, Khe Tre 555mm, Thượng Nhật 467mm, Quảng Nam, Tam Lãnh 611mm, Tam Trà 590mm, Đại Hiệp 498mm, Đà Nẵng, Hòa Phước 345mm, Hồ Đồng Nghệ 367mm, Quảng Ngãi, Trà Hiệp 549mm, Đập Hà Thanh 401mm. Dự báo chiều tối ngày hôm nay đến đêm ngày mai, khu vực Huế, Bình Định có mưa 100-200mm, có nơi trên 250mm. Khu vực Nam Trung Bộ 50-100mm, có nơi trên 120mm.
Tính đến 17 giờ ngày hôm nay, ảnh hưởng của mưa lũ đã làm một người mất tích tại Quảng Nam do bị nước lũ cuốn trôi, 858 nhà bị ngập, Bình Thuận 46, Quảng Ngãi 98, Đà Nẵng 714. Bên cạnh đó, thiệt hại 392 ha cây ăn quả, Bình Thuận, 310 con gia cầm, Bình Thuận, 50 điểm đường bị ngập, Quảng Bình 25, Quảng Trị 3, Huế 1, Đà Nẵng 10, Quảng Nam 11. Thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đã có chỉ đạo căn cứ tình hình ngập lụt để quyết định việc cho học sinh nghỉ học. Cũng theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, lúc 16 giờ ngày hôm nay, mực nước các sông từ Huế đến Quảng Ngãi đang lên ở mức báo động 1, báo động 2, chưa ảnh hưởng lớn đến khu vực dân cư ven sông. Triển khai công tác ứng phó với mưa lũ, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo đã ban hành công điện số 31 CDQG gửi các tỉnh từ Quảng Bình, Phú Yên chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Các địa phương đã ban hành văn bản chỉ đạo cử các đoàn kiểm tra để ứng phó với mưa lũ, đặc biệt là chỉ đạo bố trí lực lượng chốt chặn ở các vị trí ngầm tràn nguy hiểm. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.